nào lời nguyền cũng thật. Tiền đôi khi không phải là tất cả. Tôi đang nghi ngờ tất cả mọi người. Đôi khi hung thủ lại chính là những người thân cận với mình nhé. Tôi luật sư Viên nghe đây. Luật sư Viên, ông nghe kỹ đây. Ông phải tìm cách cho con trai tôi ra tù. Tại sao ông hứa thằng Hải sẽ được tái án? Tôi nói cho ông biết, con của ông phạm tội giết người. Tôi đã tìm mọi tình tiết để mà giảm nhẹ án cho nó ở mức chung thân là may mắn lắm rồi. Lý ra thì nó phải bị tử hình, ông có biết không? Nè, ông mà còn quấy rầy tôi thì tôi sẽ báo công an đó. Sao chiều nay em đi tập thể dục về sớm vậy? Tôi còn chưa ngủ đủ giấc nữa mà. Mày ngủ bao nhiêu mà cho đủ? Ngày nào cũng đi vũ trường hết mà. Đó là chuyện của tôi, quan tâm làm cái gì? Đúng khốn nạn thiệt chứ. Thì là kẻ thù của ông làm thôi, có gì đâu bất ngờ. Mày bớt nói lại đi. Hưng, mày là con gái của tao mà mày ấy ông là gì? À, vậy thì tôi sẽ nói cho ông biết. Trong cái căn nhà này, ông có hai đứa con gái. Một là tôi, con Hương là con ruột của ông. Còn một đứa nữa là con Lan, là con riêng của vợ kế của ông. Vậy mà người ngoài họ lại tưởng con Lan lại là con của ông. Rồi chuyện điên khùng. Bởi vì con Hương là như vậy đó. Tôi không biết nịnh nọt như con nhỏ đó. Kìa, con gái yêu của ông về kìa. Sau này mà ông có chết đi á thì cũng có kẻ cúng bái với ông. Mày, ông yên tâm. Dạ thưa ba. Thôi chị Hương em mới về. Ừ. Ở ngoài cửa có cái gì vậy ba? Thì cha dượng của cô đó là người lắm kẻ thù. Cô hỏi làm gì cho mất công vậy? Mày có im đi không? Hết nói nổi mày. Có chuyện gì vậy ba? Ừ, kể nó đi. Ba có chuyện muốn nói với con. Ba muốn con nói nghiệp ba hả? Đúng vậy. Vậy còn chị Hương? Con quên cái con ăn không ngồi rồi đó đi. Nó tối ngày chỉ biết vũ trường thôi. Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ qua công ty làm trợ lý cho ba. Vậy ngày mai con lên công ty phụ ba nha. Vậy tốt quá rồi. Con rất là giống má Tâm của con. Thôi ba đừng có buồn nữa. Nếu mà má Tâm còn sống á, má Tâm cũng không muốn thấy ba buồn vậy đâu. Cảm ơn con gái đã chia sẻ với ba. Nè, tôi nói cho ông biết,
Nếu mà ông còn quấy rầy tôi sẽ báo công an đó. 500 triệu là thỏa thuận của chúng ta từ lúc ban đầu. Tôi không hề lừa đảo ông, nghe rõ chưa? Lâu lắm rồi tôi mới thấy ba cọc cằn như vậy. Tối nay tôi đi quẩy về hơi khuya, ba nhớ để cửa giùm cho tôi nha. Ba. Ủa, con gái ba đi đâu mà đẹp dữ vậy? Dạ, bữa nay con đi sinh nhật ở nhà bạn của anh Thành á. Ừ, thôi, con ngồi xuống đây. Ba hỏi chút xíu chuyện về anh Thành coi. Dạ, ba thấy anh Thành sao ba? Ừa, hiền, dễ thương. Nè, nghe ba hỏi, hai đứa có tính toán gì chưa? Thôi, còn sớm mà ba, tụi con chỉ mới tìm hiểu nhau thôi. Chào má. Ủa? Sao anh vô đây được vậy? Cửa đâu có đóng đâu. Cái con Hương này, hư thiệt, đi ra mà không đóng cửa gì hết trơn à. Ba, vậy thôi, tụi con đi nha. Ừa. Dạ, xin phép chú cho con dẫn Lan đi ăn sinh nhật nhà bạn con. Đi cẩn thận nghe chưa? Đi chơi cái gì mà giờ này chưa thấy đứa nào về hết. Anh nghe nè. Em muốn gặp anh lắm. Chỗ cũ nha. Ok, anh tới liền. À, em biết rồi. Sao? Tự nhiên hẹn anh ra đây rồi mặt mày căng thẳng vậy? Thật ra thì... Chuyện gì? Ba em muốn gặp anh đó. Tưởng chuyện gì? Ba em muốn gặp anh thì anh sẵn sàng. Nhưng mà chúng ta quen nhau bao lâu rồi? 3 tháng. Trong trường hợp nào? Em tiếp thị sản phẩm mới cho công ty của anh. Và anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Em cũng yêu anh. Hôm nay tôi mời cậu qua đây, tôi muốn nói thẳng cho cậu biết một sự việc. Kể từ giờ phút này, cậu được phép công khai qua lại để tìm hiểu lẫn nhau. Nhưng cậu phải hứa với tôi một chuyện, là phải tuyệt đối yêu thương và chăm sóc nó. Con cảm ơn ba. Dạ, con cảm ơn chú. À, con xuống nhà bếp á, lấy cho ba cái chai rượu đi. Ba muốn uống với bạn còn vài ly. Ờ, ba, con quên là con có chuyện phải đi. Hôm mấy con đi trước nha. Con đi trước nha ba. Rồi, nâng ly nha. Dạ.
cậu thật sự yêu thương con Mỹ nhà tôi thì tôi cũng rất là vui. Tôi cũng an tâm mà giao nó cho cậu. Nhưng mà cậu phải suy nghĩ thật kỹ. Dạ. Vì nó là hung thủ giết người. Giống vậy tôi có một người em song sinh mà nó thường gọi là chú ba của nó đó. Bữa đó chính mắt tôi nhìn thấy nó đẩy chú bà nó xuống nước trong lúc chú của nó rất là say xỉn. Dù sao nó là cũng là con gái ruột của tôi đâu thể nào mà tố cáo nó về hành vi phạm tội giết người của nó được chứ. Cho nên cậu phải đắn đo suy nghĩ kỹ trước khi quyết định lấy con Mỹ nhà tôi làm vợ. Anh ngủ đi, em về đó. Mỹ, anh làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Buông ra, buông ra. Làm cái gì vậy? Em sao vậy? Em không sao hết. Anh ngủ đi, em về. Mỹ, nếu như em 16 tuổi thì anh không ngạc nhiên. Nhưng mà anh không hiểu, anh không hiểu tại sao chúng ta lại kéo dài cái trò tán tỉnh này. Đây không phải là lần đầu tiên em quyết liệt với anh như vậy. Nếu anh thấy kỳ thì mình chia tay. Nhưng dù sao đi nữa thì em vẫn muốn anh biết là em yêu anh. Không, anh cũng yêu em. Anh yêu em mà Mỹ. Nhưng mà em đừng đối xử với anh như vậy. Cho dù em có là một kẻ sát nhân như ba của em nói thì... Tại lúc nãy xỉn quá cho nên ba của em kiếm chuyện nói cho vui thôi. Không, những gì ba em nói là sự thật. Sau khi mẹ em mất, vì quá đau buồn, ba em đã đón chú ba, người em song sinh của ông ấy lên ở cùng trong hôn. Và trong một cơn say, lợi dụng lúc ba em đi vắng, hắn ta đã cưỡng hiếp em. Em không thể nói sự thật này cho ba em biết. Vì như vậy, chính tay ba em sẽ giết em ruột của mình. Em không thể vượt qua được nỗi đau này. Vì em đã giết hắn, em không thể ngờ ba em lại có mặt trong khoảnh khắc kinh hoàng đó. Vì quá yêu thương em, ba em đã giữ nỗi đau đó trong lòng. Và ông ta đã trở thành một nhân chứng cho tội ác của em. Phải, em là một kẻ sát nhân. Em không xứng đáng với anh. Em là kẻ sát nhân thì anh cũng là kẻ sát nhân. Có gì xứng chứ không xứng. Em có nhớ vụ án cái chết bí ẩn của luật sư Phương một năm về trước? Anh, chính anh là hung thủ ra tay sát hại. Anh có yêu em không?
Nếu mà anh yêu em á thì anh giết ổng đi, anh giết ổng liền đi. Cứ mỗi lần mà ổng say xỉn á là ổng cố tình làm em với mẹ để ổng được thỏa mãn. Mới hôm nay ổng bảo em phải làm trợ lý cho ổng. Rõ ràng là ổng âm mưu muốn gần gũi em á. Anh Thành, anh giết ổng đi, em sợ lắm. Dù sao ổng cũng không phải là cha ruột của em, ổng còn có nhiều kẻ thù lắm, không riêng gì tụi mình đâu. Anh giết ổng đi. Và đêm đó tận dụng một bữa tiệc sinh nhật của bạn anh để làm chứng cứ ngoại phạm cho anh và Lan, anh đã bí mật quay trở lại hiện trường để sát hại luật sư Phương. Anh cố tình để lại hiện trường nhiều chỉ dấu để đánh lạc hướng điều tra, vừa là vụ trả thù, vừa là vụ cướp tài sản. Nhưng anh không ngờ Lan không hề bị cha dượng của cô ấy cưỡng bức, mà là cô ấy muốn chiếm đoạt tài sản của ông Phương càng nhanh càng tốt. Tôi thật không ngờ cô lại là loại người như vậy. Tôi sẽ đi tố cáo tội ác của cô. Đây là tội ác của cả hai chúng ta. Và anh là người trực tiếp ra tay, anh sẽ bị tội nặng hơn tôi đó. Bây giờ tôi nghĩ anh nên biến khỏi cuộc đời của tôi, càng nhanh càng tốt. Và anh đã chôn toàn bộ chứng cứ tại một nơi bí mật, mà anh không hề sử dụng bất cứ tài sản tội ác đó. Anh quyết tâm làm lại từ đầu. Anh đã trở thành Hứa Văn Thành của ngày hôm nay, một người rất yêu em. Em không tin. Chắc là anh đã bịa ra câu chuyện này chỉ để chia sẻ nỗi đau với em thôi chứ gì. Làm sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên thế như vậy? Nếu như em không tin, em có thể kiểm chứng ở nơi anh đã chôn giấu chứng cứ tội ác của quá khứ. Bác Khả thiếu ta, chúng ta đã tìm được manh mối quan trọng. Nhân tình của nó đã ám hại cha ruột của tôi. Đã có người tố cáo tội ác của hai đối tượng Hứa Văn Thành và người yêu của hắn ta là cô Trịnh Lan. Đội trinh sát ngoại tuyến của chúng ta được cấp trên giao nhiệm vụ tìm hiểu về hai đối tượng này. Tôi sẽ vào vai cha của cô. Như kế hoạch, chúng ta sẽ dùng kế tâm lý gợi mở câu chuyện quá khứ của đối tượng Hứa Văn Thành. Chính anh là hung thủ ra tay sát hại.
Trịnh Lan. Chúng tôi là thành viên đội điều tra án xâm phạm thân nhân. Xin mời cô về hợp tác điều tra về cái chết của luật sư Hoàng Phương một năm về trước.